tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, nhóm chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo ngày 27 tháng 7, bà Kamala Harris đã đến Pittsfield, Massachusetts, nơi bà Harris dự kiến sẽ gây quỹ được hơn 1,4 triệu đô la Mỹ. Từ hàng trăm khán giả tại nhà hát Colonial, con số này sẽ cao hơn 1 triệu đô la Mỹ so với mục tiêu ban đầu được đặt ra cho sự kiện này. Trước khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bà Harris đã nói với một nhóm người ủng hộ phấn khích rằng bà tham gia cuộc đua với tư cách là kẻ yếu thế, đồng thời bày tỏ sự tự tin rằng chiến dịch đang phát triển mạnh mẽ của bà có thể đánh bại ông Trump. Bà Harris nói, tôi sẽ chiến đấu để đưa đất nước chúng ta tiến lên. Donald Trump có ý định đưa đất nước chúng ta thụt lùi. Bà Kamala Harris cũng chỉ trích ông Trump và người đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ James David Van, vì đã có những cuộc tấn công kỳ lạ vào bà và những người dân chủ khác. Phó Tổng thống Harris dường như ám chỉ đến một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Thượng nghị sĩ Van, trong đó ông Van chỉ trích một số đảng viên dân chủ nổi tiếng không có con ruột, bao gồm cả bà Harris, là những bà cô mèo không con và không có lợi ích trực tiếp ở Mỹ. Bà Harris nói, các vị có thể nhận thấy ông Donald Trump đã dùng đến một số lời nói dối trắng trợn về hồ sơ của tôi và một số điều mà ông ấy và người đồng hành tranh cử của ông ấy nói thật kỳ lạ. Đầu tuần này, chiến dịch của bà Harris trên trang mạng xã hội X đã gọi ông Van là kỳ lạ và đáng sợ vì một số lập trường của ông Van về quyền sinh sản của phụ nữ. Trong khi đó, ông Trump đã đưa tên sát thủ hàng loạt hư cấu Hannibal Lecter từ bộ phim Sự im lặng của bầy cừu vào các bài phát biểu vận động tranh cử. Những người ủng hộ cho buổi gây quỹ của bà Harris bao gồm nhạc sĩ James Taylor và nhiều nhân vật dân chủ chủ chốt của tiểu bang, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ed McKay, Devan Patrick và dân biểu Dick Cheney. Bà Harris đã nhận được hơn 100 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp trong 48 giờ đầu tiên sau khi ông Biden bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Một kỷ lục của Tổng thống và các trợ lý cho biết bà Harris vẫn tiếp tục gây quỹ với tốc độ ổn định. Bà Harris nói, đây là một chiến dịch do người dân thúc đẩy và chúng tôi có động lực. Bà Harris cũng chế giễu ông Trump vì những rắc rối pháp lý của ông. Bà Harris lưu ý rằng, ông Trump đã bị kết án gần đây về 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh tại New York. Một bồi thẩm đoàn đã phát hiện ra cựu Tổng thống phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng 18 cộng của cây bút chuyên mục tư vấn Eugene Caron vào năm 1996 và khoản tiền dàn xếp 25 triệu đô la Mỹ được trả cho những người tham dự hội thảo bất động sản hiện đã không còn tồn tại có tên là Đại học Trump. Bà Harris nói, tôi đã phải đối phó với những người như ông ấy trong suốt sự nghiệp của mình, vì vậy trong chiến dịch này, và tôi nói một cách nghiêm túc, tôi sẽ tự hào đưa hồ sơ của mình ra để chống lại ông ấy bất cứ ngày nào. Bà Harris đã nói với những người ủng hộ tại buổi gây quỹ tại Massachusetts rằng chương trình nghị sự kinh tế của bà sẽ hoàn toàn trái ngược với ông Trump, người mà bà Harris tuyên bố là tập trung hoàn toàn vào việc giảm thuế suất cho người Mỹ giàu có và cải thiện lợi nhuận của các tập đoàn. Bà Harris nói, xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Chúng ta đừng nhầm lẫn, chiến dịch này không chỉ là về chúng ta chống lại ông Donald Trump, chiến dịch của chúng ta luôn hướng đến hai tầm nhìn rất khác nhau cho quốc gia của chúng ta. Tương tự, ông Donald Trump cũng tung ra một loạt đòn tấn công lại tại cuộc vận động ở St. Cloud, Minnesota, khẳng định rằng bà Harris sẽ phá hủy đất nước và chỉ trích bà Harris về các vấn đề từ an toàn công cộng đến nhập cư. Cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal công bố vào ngày 27 tháng 7, bà Harris và ông Trump gần như ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng cử tri, đặc biệt là cử tri không phải da trắng, tạo ra cú hích đáng kể cho cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo cuộc khảo sát, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 47%. Tuy nhiên, kết quả này nằm trong biên độ sai số cộng trừ 3,1 điểm phần trăm, cho thấy cuộc đua thực sự rất xích sao.
Trước đó, ông Donald Trump đã dẫn trước Tổng thống Joe Biden 6 điểm phần trăm trước khi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris. Khi có sự tham gia của các ứng cử viên bên thứ ba như Robert Kennedy, bà Harris nhận được 45% sự ủng hộ, ông Trump là 44%, ông Kennedy là 4% và 5% vẫn chưa quyết định. Bà Harris đạt được những bước tiến quan trọng trong việc tái lập liên minh, đưa ông Biden vào Nhà Trắng vào năm 2020. Liên minh này đã bị lung lay do lo ngại về tình trạng thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được sự ủng hộ cao hơn từ cử tri da đen, người Mỹ Latin và cử tri trẻ tuổi so với ông Biden. Theo cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal, bà Harris được 63% cử tri không phải da trắng ủng hộ trong cuộc đua hai ứng cử viên, tăng so với mức 51% của ông Biden trong cuộc thăm dò gần đây nhất. Sự ủng hộ từ cử tri trẻ tuổi cũng tăng lên, với việc bà Harris thu hút nhiều cử tri dưới 30 tuổi hơn so với ông Biden. Bà cũng tạo ra một làn sóng hưng phấn trong đảng Dân Chủ, với 81% cử tri Dân Chủ nhiệt tình ủng hộ bà so với chỉ 37% của ông Biden vào đầu tháng 7 vừa qua. Sự ủng hộ lớn hơn từ cử tri không phải da trắng có thể giúp cho bà Kamala Harris cạnh tranh tại các bang chiến địa đa dạng về chủng tộc và dân tộc như Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina, nơi ông Biden từng gặp khó khăn. Tuy nhiên, bà Harris vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại do liên quan chặt chẽ với các vấn đề của chính quyền ông Biden, bao gồm các vấn đề về biên giới, giá cả tăng cao và các xung đột kéo dài ở Trung Đông và Ukraine. Ông Donald Trump được coi là có khả năng hơn bà Harris trong việc xử lý các vấn đề về nhập cư, kinh tế, quan hệ đối ngoại và tội phạm. Bà Harris chỉ được đánh giá cao hơn về vấn đề phá thai với tỷ lệ ủng hộ 51% so với 33% của ông Donald Trump. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra 48% số người được hỏi rằng ông Trump 78 tuổi quá già để làm Tổng thống, trong khi chỉ có 2% đánh giá với bà Harris như vậy. Năm nay bà Harris 59 tuổi. Bà Harris được cho là có khí chất phù hợp để làm Tổng thống hơn, với 46% so với 38% của ông Trump. Như vậy, cuộc đua giữa bà Harris và ông Donald Trump đang rất sát sao, với nhiều yếu tố biến động. Sự thay đổi trong lòng cử tri và sự nhiệt tình tăng cao trong đảng Dân Chủ có thể mang lại lợi thế cho bà Kamala Harris. Tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn có thế mạnh trong một số lĩnh vực và trong bối cảnh này, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính. Khi ông Joe Biden bỏ cuộc đua, ông đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhiều chuyên gia coi bà là đối thủ yếu của ông Trump. Tại sao lại như vậy? Liệu bà Kamala Harris có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ hay không? Có lý do gì khiến Đảng Cộng Hòa phải lo lắng? Tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ ra sao? Hãng Pravda đã đặt ra những câu hỏi này cho Alexandra Voitolovskaya, một nhà nghiên cứu tại Bộ phận Chính sách Đối ngoại và Đối nổi Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ Primakov thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Về phía bà Kamala Harris, khi ông Joe Biden bỏ cuộc đua, ông đã kêu gọi mọi cử tri bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhiều chuyên gia coi bà là đối thủ yếu cho ông Trump. Tại sao lại như vậy? Trước hết, bà là một người phụ nữ gốc Jamaica, Ấn Độ. Có một tỷ lệ khá lớn những người trong xã hội theo chủ nghĩa truyền thống ở Mỹ vẫn không thích ý tưởng về một nữ tổng thống, chứ đừng nói đến một người phụ nữ già ngậm. Thứ hai, với tư cách là phó tổng thống, bà đã thể hiện mình theo một cách khá cụ thể, có lẽ là cố ý để không làm lu mờ ông Joe Biden. Tuy nhiên, bà không có hình ảnh của một chính trị gia thông minh, có tầm nhìn xa và độc lập. Bà ấy thực sự có hình ảnh của một chính trị gia lúc nào cũng cười. Tuy nhiên, liệu bà ấy có phải trở thành một trở ngại nghiêm trọng mà ông Donald Trump thậm chí không thể vượt qua được hay không? Ông Trump rõ ràng đang dẫn đầu cuộc đua hiện nay. Người ta có thể thấy điều đó trong các cuộc thăm dò ý kiến ngay ở 7 tiểu bang dao động của Mỹ. Những tiểu bang có thể sẽ quyết định kết quả của cuộc bỏ phiếu Mỹ năm nay. Ông Biden đã thể hiện mình rất tệ trong cuộc tranh luận. Tỷ lệ ủng hộ ông đã bắt đầu giảm và cuối cùng ông đã rút lui khỏi cuộc đua. Có lẽ ông đã bị buộc phải làm như vậy. So với ông Trump, bà Kamala Harris có thể thể hiện sức mạnh của mình vì bà đang là ứng cử viên trẻ, không phải ông Trump. Ngoài ra, bà Harris còn là phụ nữ có các giá trị tự do được các thành phần tự do của công dân Mỹ và người Mỹ ôn hòa chia sẻ. Đó là một tỷ lệ lớn. Bà ấy cần phải giành chiến thắng ở một số tiểu bang dao động. Và đây là nơi bà có thể gặp khó khăn vì các tiểu bang này đại diện cho cử tri của ông Trump đã đưa ông lên nắm quyền vào năm 2016. Về phần của ông Trump, Tổng thống Nga Putin nói rằng ông Joe Biden dễ đoán hơn khi là đối tác chính trị của Nga. Ông nghĩ ông Donald Trump là người chiến thắng bất lợi cho Nga hay không? Ông Donald Trump cho thấy trong nhiệm kỳ Tổng thống trước, lời lẽ của ông hoàn toàn khác so với hành động của ông. Như chúng ta nhớ, lời lẽ của ông khá hòa giải, nhưng nếu chúng ta nhìn vào hành động của ông, thì danh sách bao gồm đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ không qua lệnh trừng phạt, Mỹ rút khỏi hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung INF,
Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Đây là những khối xây dựng nghiêm túc cho cả quan hệ Nga và Mỹ và an ninh toàn cầu mà ông Trump không ngần ngại phá hủy. Sắc lệnh CAATSA hợp pháp hóa việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Chính ông Trump đã làm điều đó. Ông ấy có thể dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt mà ông Barack Obama đã áp đặt trước đây. Thay vào đó, ông ấy đã thông qua một đạo luật thông qua Quốc hội để bảo vệ chúng mãi mãi. Và bây giờ chỉ có Quốc hội mới có thể dỡ bỏ đạo luật này. Về phần ông J.D. Vance, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thư viện Vance của ông Donald Trump có vẻ là một nhân vật rất phức tạp. Liệu ứng cử của ông có mang lại lợi ích cho Nga không? Người ta phát biểu ở đây rằng Phó Tổng thống là người không quyết định hay chỉ đạo bất cứ điều gì. Đây là người phải thay thế Tổng thống trong trường hợp ông qua đời hoặc từ chức. Phó Tổng thống cũng là người đứng đầu Thượng viện, ông kiểm phiếu của cử tri đoàn. John Adams, Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ, gọi chức Phó Tổng thống là chức vụ tầm thường nhất mà con người từng phát minh ra hoặc tưởng tượng ra. Do đó, chúng tôi không quan tâm đến việc ông Vance sẽ dễ thương lượng như thế nào nếu ông Trump thắng cử. Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của ông ấy về các vấn đề chính sách đối ngoại nói chung. Ông Trump chỉ cần ông Vance để chinh phục các tiểu bang vành đai dì xét, giành lại cử tri của mình ở đó và thu hút dân số trẻ, vì những người trẻ tuổi hiện đang coi ông ấy là một ứng cử viên lớn tuổi. Tôi không nghĩ rằng ông Trump sẽ khảo sát ý kiến của ông Vance về các vấn đề chính sách đối ngoại. Về phần dự báo liên quan đến quan hệ Mỹ-Nga, Moscow sẽ có mối quan hệ như thế nào với nước Mỹ nếu ông Trump lên nắm quyền? Ông có nghĩ rằng Nga có cơ hội đạt được một số thỏa thuận nhất định trong tương lai về các vấn đề trật tự thế giới không? Có một chương trình như vậy được gọi là dự án 2050. Không chính thức thì nó được coi là chương trình của ông Trump, nhưng ông Trump không liên quan đến nó. Ông đã công khai tách mình khỏi nó. Chương trình nói rằng ông Trump sẽ giúp cho Kiev và chỉ khi Kiev đồng ý đàm phán. Nói cách khác, đây là một tối hậu thư nhưng không liên quan đến Nga mà liên quan đến Ukraine. Về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ dưới thời ông Trump, tôi cho rằng chúng ta không nên mong đợi điều gì tốt đẹp từ họ. Đường lối chính trị trước đây của ông Trump đã cho thấy ông có thể thực dụng như thế nào. Ông Trump là người thực dụng tuyệt đối. Ông ấy quan tâm nhất đến lợi ích kinh tế. Sẽ có áp lực mạnh mẽ, hoàn toàn không khoan nhượng từ Mỹ trong các lĩnh vực mà Nga và Mỹ có giao thoa kinh tế. Về mối quan hệ trong những năm tới nói chung, tôi cho rằng trong khi Mỹ đang tiến hành một cuộc xung đột với Nga thông qua các lực lượng ủy nhiệm của mình thì không có gì đáng phải hỏi ở đây cả. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga vẫn cởi mở các cuộc đàm phán. Quả bóng đang nằm ở phía đối thủ, chúng ta hãy chờ xem. Đối với bà Kamala Harris, người ta không bao giờ nên đánh giá thấp những cá nhân tầm thường. Một khi họ lên nắm quyền, họ có thể theo đuổi những chính sách nhiệt thành và không khoan nhượng nhất. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy Washington hành động sau nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Ít nhất là trong những tháng tới, chúng ta vẫn cần phải chờ đợi cho đến khi ông Joe Biden rời Nhà Trắng. Lễ nhậm chức sẽ chỉ diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm tổ chức một cuộc vận động khác tại Butler, bang Pennsylvania, nơi một tay súng đã bắn sượt vào tay ông trong sự kiện 2 tuần trước. Ông nói, tôi sẽ quay trở lại Butler, Pennsylvania để tổ chức một sự kiện lớn và đẹp đẽ. Nhưng ông không cho biết sự kiện đó sẽ diễn ra vào ngày nào. Cuộc thăm dò mà báo Wall Street Journal thực hiện và công bố vào ngày 26 tháng 7 cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, khoảng cách hẹp hơn so với mức 6 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát đầu tháng này với Tổng thống Joe Biden, người đã rút lui khỏi đường đua. Theo cuộc khảo sát đối với 1.000 cử tri đã đăng ký, ông Trump dẫn trước Harris với tỷ lệ 49%, 47%, biên độ sai số cộng trừ 3,1 điểm. Việc hai ứng viên bám đuổi sát nút trong cuộc đua vào Nhà Trắng khiến cho các đối tác nước ngoài phải tìm kiếm sự cân bằng trong những mối quan hệ với Mỹ. Trong chuyến thăm đến Mỹ vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp ông Trump sau cuộc hội đàm với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris. Khi chào đón Thủ tướng Netanyahu và phu nhân Sarah tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ông chỉ trích việc bà Harris bày tỏ lo ngại trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Israel về số người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch tấn công kéo dài 9 tháng qua mà Israel tiến hành ở dải Gaza. Ông Trump nói với ông Netanyahu rằng, tôi nghĩ những phát biểu của bà ấy là thiếu tôn trọng. Xuất hiện vào ngày 26 tháng 7 mà không có băng ở tay phải, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hồi phục sau vụ ám sát bất thành hôm 13 tháng 7. Như các bạn đã thấy, tôi đã hồi phục tốt và thực tế là vừa tháo miếng băng cuối cùng ra khỏi tai. Ông Trump tự tin khẳng định trước đám đông ủng hộ mình tại một sự kiện do Turning Point USA tổ chức tại West Palm Beach, bang Florida. Ông Donald Trump đã bị đạn bắn sượt qua tai trong một vụ ám sát hụt diễn ra gần 2 tuần trước đó trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Một người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Vào đầu tuần này, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Twitter đã từ chức
trong bối cảnh các nhà lập pháp của cả hai đảng chỉ trích không ngừng về những thất bại trong việc bảo vệ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Theo đó, Quốc hội sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để điều tra. Bài phát biểu hôm 26 tháng 7 là một phần trong hoạt động vận động tranh cử của ông Donald Trump trong tuần qua, khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa chuyển hướng sang đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ rời khỏi cuộc đua vào hôm 21 tháng 7. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên căng thẳng và kịch tính hơn khi bà Kamala Harris giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri và nhà tài trợ dân chủ. Cuộc thăm dò từ hôm 22 đến 23 tháng 7 theo giờ địa phương của Reuters Esports cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận được 44% sự ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump được 42%. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang muốn đảo chiều theo xu hướng này. Đồng thời thừa nhận trong một bản ghi nhớ vào đầu tuần này rằng Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ mất đi vị thế trong các cuộc thăm dò trước sự phấn khích của công chúng dành cho bà Harris. Tuy nhiên, lưu ý thêm rằng lợi thế này sẽ không kéo dài. Là một phó tổng thống nữ da màu và gốc châu Á đầu tiên và trẻ hơn ông Donald Trump gần 20 tuổi, bà Kamala Harris đang có lợi thế đặc biệt trước nhóm cử tri trẻ tuổi cùng nhóm cử tri thiểu số khác, liên minh từng giúp ông Barack Obama giành chiến thắng vào năm 2008 và 2012. Phát biểu trước đám đông cổ vũ tại sự kiện hôm 26 tháng 7, trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, ông Donald Trump đã chỉ trích bà Harris là người cực đoan, theo chủ nghĩa tự do cấp tiến. Những ngày gần đây, một số đảng viên Cộng hòa đã cảnh báo cần tránh công kích vào yếu tố chủng tộc hoặc giới của bà Harris vì lo ngại những điều này có thể gây phản tác dụng. Trong một tuyên bố đáp lại bài phát biểu của ông Donald Trump được đăng trên mạng xã hội X, một đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, nước Mỹ có thể làm tốt hơn những ảo tưởng cay đắng, kỳ lạ và lạc hậu của ông Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ cũng đưa ra tầm nhìn cho tương lai của nước Mỹ, tập trung vào tự do, cơ hội và an ninh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.